Nhanh, chào tất cả anh em nha. Em chào mừng anh em, chào mừng bà con đến với kênh Tiệm Sắt Đức Thắng nha bà con. Này em về với nhà còn sót những cái con máy mà ở trong nhà em chưa có chuyển xuống kho dưới á. Em đang lên đây nhờ cô bác cũng như anh chị mình tham khảo nha. Ở đây em có hai cái đầu máy, một đầu là F10 nè. Đầu F10. Còn bữa nay là em nhớ là ngày 18 không? Con lấy điện thoại coi giùm bác này. Ngày 18 tháng 7 gì coi chú ơi. 18 tháng 7. Cái này em lên cái F10, cái F8 với một cái NS40. Cái này là nhờ cô chú anh chị về lấy đầu món nè. À, còn cái này bên lên được nè. Con đầu tiên là con F10. F10 ngoại hình đó, máy này là máy bãi nguyên thủy nha cô chú. Cái bãi nguyên thủy nó giờ gì nè. Không mà về nó cô chú nhìn thấy nó mất nắp phi lắp là bên em lột ra. Vì về cái máy này em nhớ nó bị cứng. Nhìn cái máy bự quá, quay cái điện thoại không thấy thấm tháp gì chứ. Máy nó bị cứng. Vì em lột cái nắp phi lắp ra em bán mất tiêu rồi. Cái chỗ này nè. Cô chú nhìn thấy không? Nó cái đường này. Đó. Nó cái mi này. Cho này bay lấy nè. À, máy nó bị cứng luôn, sơ mi bê tông dên cốt gì cô chú lấy được cái nào cô chú lấy ha, hoặc là lấy thùng nước. Heo dầu thì nó còn vậy đây. Trụ ga nó còn. Còn bánh chân là gì nè. Anh nào nguyên thủy nổi cái tôm này không là tiền không nè. Tôm này là bọn gạo rồi nè. Còn phía sau thì nó nguyên thủy vậy nè. Bơm nhớt vậy ha. Cô chú có về lấy được cái nào của chú lấy. Nó còn hết sức đẹp của bình nước luôn kìa. 502002. Nhà con lắc xịt nó một cái con trai. Đó. Con lắc qua lắc lại rồi. Nó cứng nha cô chú. Cô nhớ lưu ý là cứng nha. Thì cái này là dên cốt nó nguyên thủy nè. Máy này là em bao nguyên tắc đặt anh cô chú mình luôn á. Vì về nó có vụ đó, nhìn thấy cái điểm này nè. Nhìn thấy cái điểm này rồi đầu. Em rút cái nắp phi lắp ra. Giờ em để cái nắp phi lắp đầu em hết biết rồi. Không biết là bán hay là còn để ở đây thì không còn nhớ nữa. Em không nhớ cái nắp này. Còn nhớ bán. Bác bán à? Như trước có hai chú xuống coi rồi đó chú. Cái đó thì em hết nhớ rồi cô chú. Vậy hiện trạng giờ em bán cái lóc cái này cho cô chú lấy dên cốt mặt gam như này, nói chung cô chú nhìn thấy vậy hàng rồi cô chú lấy gì cô chú lấy được thì cô chú lấy thùng dầu hay là bơm nhớt hay là bộ càng ga hay là heo trụ heo gì bê tông dên vậy ha, thì cô chú lấy nào được cô chú lấy. Cái này em bán cho cô chú là 2,8 triệu em bao ship. Cô chú nhớ lưu ý ha, dân máy F10 bị nứt cái đường, nói chung là nứt lóc, nứt vô này nè. 2,8 triệu bao ship rồi là một cái. Tiếp theo là cái máy này, cái này thì cô chú bình được nè. Cái này tiếp theo là con F8 nè. Đó, lóc nó thì gì đây, nhưng mà em cũng ăn cắp của nó hết món rồi. Máy này là máy cô chú nhớ là nguyên thủy luôn á, khẳng định với cô chú là nguyên thủy chân nền nè, chưa hoàn toàn chưa đụng mở gì hết. Độ khóa dầu bóng bóng nhớt còn ghi luôn. Nó vậy đây. Heo dầu cụm bét còn luôn. Nhưng mà máy này bị cứng. Máy này trước là bị cứng hoàn toàn, không có bị nứt gì nha cô chú. Cái này không có đồ dặn. Rồi mấy con dặn ra rút cái này ra cho cô chú mình coi luôn đây con trai. Dặn tay được rồi con cứ rút ra cho cô chú mình coi luôn cho rõ. Vậy cho nó rõ ràng cô chú, đường xa cô chú không có coi được. Cái này đó bị cứng rồi, em không có bình lên, không có bình lên này. Nếu mà ở nhà cô chú có cái máy tình trạng bị nứt nắp không đây này kia, hoặc là bị mà nó hư dên gốc này cô chú nhìn thấy không, nó sơ mi nó bị xét nè.
bên em cũng không có dọn luôn, gòn riêng của nó còn luôn. Em coi kỹ rồi là nó cũng không có nứt nắp này luôn. Em coi nè, ở chỗ này thường thường là chuyên gia mấy dòng này hay bị, mà cái này nó không có. Cái này thì em bao hàng ở trên này, nó nguyên thủy luôn á, mấy lóc còn sinh dần luôn. Nhưng mà bị nó bị cứng rồi em có tẩm. Rồi cái nắp phải lắp teo luôn rồi, cô chú ơi. Vậy là cái này cô chú phải thay nắp phải lắp khác. Cũng bé còn, còn có bộ cò nó thì em bán mất tiêu rồi. Cái này nứt nắp luôn rồi cô chú ơi. Thấy không? Cái nắp không còn. Còn cái lóc thì em bao win cô chú mình nè. À, cơm bét nó còn, bo e còn, bo lửa thì không còn. Rồi nhờ con trai con gắn vô cho cô chú mình đi. Thiếu nắp dầu. Thùng dầu nó còn đẹp luôn nè. Đó. Cái này về cô chú gắn cái nắp phi láp khác. Rồi chú có bình có dọn gì cô chú xử ha. Cái này em tính cô chú là 3,2 triệu em bao ship. Cô chú nhớ lưu ý ha, 3,2 triệu em bao ship là cái máy này. Nếu mà ở nhà cô chú có cái máy giống gì mà nó cái nó bị hư dên cốt hay là hư những cái bộ phận nào nặng, mình mua bị mua bộ sơ mi của máy này mình gắn vô thì mình còn thay thế. Còn này mình lấy nguyên cái cô chú có thể lấy được. Bộ này này dên cốt nói chung là rất nhiều món để cô chú sử dụng, rất nhiều thứ luôn á. Bét chưa tháo luôn phải không? Dạ. Này cô chú sử dụng rất là nhiều món luôn. Rồi cô chú nào có làm được hai cái này thì alo giùm em ha. Và cái này em gắn lại em trả lại nguyên hiện trạng này nè. Còn cô chú nào mà lấy được một cặp thì mỗi cái em bớt lên 100 ngàn cô chú, lấy được hai cái. Rồi con xịt nước cái đó em bắt đem lên bắt quay luôn. Còn đây cái lóc của NS40 nữa nghe cô chú. Cái lóc của NS40 nữa. Cái con này còn cái D6 nè. Cái D6 này thì em hết nhớ rồi. Em hết nhớ là nó có chạy hay chưa. Có tôm nữa còn sẵn nè. Em chưa thấy nó có làm gì nữa. Đây. Nó gãy ra. Nước sơn. Nước sơn rất mới. Năm giới về sao nó nứt, nứt không nứt cái đầy rồi chứ nó không có nứt từng đó. Quay thử. Cái này thì em không có nhớ là làm rồi chưa, em không có nhớ rồi cô chú. Hoàn toàn không nhớ gì hết. Nếu mà cô chú mua về ngay cái máy dọn rồi thì ok. Nhờ con quay lại cho cô chú nghe bi nấy chạy cái máy nén của ông Tài ồn quá tiền. Đây chút bắp còn bẻ đụng đầu. Cái này em bán cho cô chú không có bao gì hết ha. Lần gì em bán cô chú 1,4 triệu em bao ship. Còn này nãy là 3,2 triệu cô chú. F8 nè. 3,2 triệu bao ship. Còn này là 2,8 triệu nè. Còn này cái lóc của NS40 nè. Thì lâu lâu về nhà em coi mấy cái trong kho nó còn sót đồ á. Còn sót đồ rồi em đăng lên cô chú có cần xài được cái nào cô chú xài. Này là cái lóc NS40. Cái này là dên gốc là em bao cho cô chú là để em coi còn cái dên không nữa, để bao cái dên cái gốc là chắc ăn hết thân đau 100% nè. Nhưng mà cái này nó hơi bị mất nhẹ tí xíu cô chú, điện thoại em nó bị lạc bị lạc.
Đó, lóc nó vậy nè. Cốt thì em bao hết tăng đa. Cái lóc có bình dầu. Cái thùng nước. Trời còn cái. Còn cái ly dầu dưới này luôn. Ai nhét lên. Đó. Cô chú nó về đây cốt như cam như cái lóc cái thùng nước ha. Cái này em bán cho cô chú là 700.000 em bao ship. Cô chú nào có làm được cái này thì alo cho em nha. Đặc biệt cái co nhất. Cái co này là mở ra là 180.000 cái co này cô chú. Chắc nịch luôn cái co zin 180.000. Mua nó còn hơi khó luôn á. Mà nó không có được đẹp như gì. Rồi cô chú nào làm được một trong ba cái này thì alo giùm em nha. Rồi em cũng xin kết thúc video tại đây nha cô chú. Cảm ơn cô chú cũng như anh chị rất là nhiều. Chào tạm biệt cô chú.